Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là chuyên viên của Geyser Việt Nam. Trước mắt quý vị và các bạn là chân dung của máy lọc nước ion canxi Geyser Equita 8 nhập khẩu nguyên chiếc từ Liên bang Nga. Hiện nay sản phẩm có giá niêm yết trên thị trường là 6.990.000. Máy lọc nước ion canxi Geyser Equita 8 sử dụng công nghệ lọc liên hoàn và công nghệ nano kép cho nguồn nước đầu ra là nước ion canxi, giúp tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng và tăng hiệu suất làm việc của máy. Sau đây để hiểu rõ thêm, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những thông tin về nước ion canxi. Trên tay tôi một bên là nước ion canxi ở thể aromid và một bên là nước canxi ở thể thông thường. Đối với nước ion canxi ở thể aromid thì có cấu tạo thanh mảnh nhỏ hơn so với nước canxi ở thể thông thường. Với cấu trúc thanh mảnh của nước ion canxi giúp cơ thể chúng ta hấp thụ một cách nhanh chóng các khoáng chất và dinh dưỡng và nuôi cơ thể. Nước ion canxi ở thể aromid được cấp bằng patent số 2286953 tại Nga. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết những lợi ích của nước ion canxi đối với sức khỏe. Nước sau lọc của máy lọc nước ion canxi Geyser Equita 8 không chỉ giữ lại các khoáng chất cần thiết mà còn tăng cường lợi ích vượt trội cho cơ thể. Ion canxi aragonit là một dạng cấu trúc canxi thanh mảnh được tạo ra bởi công nghệ đặc biệt của máy lọc nước ion canxi Geyser Equita 8. Sự thay đổi cấu trúc tinh thể của kết tủa có thể quan sát rõ trên kính hiển vi. Tác dụng của nước ion canxi aragonit đối với cơ thể sống bao gồm giúp tăng cường hấp thụ canxi, cải thiện các chức năng của đường tiêu hóa và gan, giảm tải các bệnh về thận, nhất là nguy cơ sỏi thận, đã được nghiên cứu bởi Viện Y tế Quân đội của Nga. Hy vọng rằng với sự ra đời của máy lọc nước ion canxi Geyser Equita 8 nhập khẩu nguyên chiếc từ Liên bang Nga sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng mỗi ngày một cách tốt nhất. Geyser Việt Nam chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng những sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn.